Đây khi anh đóng hàng đây thì cái này là cái máy nha, vẫn còn đang hoạt động nè, anh mở nguồn lên nè và mở kích ha, rồi kích sáng đèn nha, là hoạt động tốt nha, rồi anh tắt đi, rồi tắt luôn cái nguồn nè, rồi anh bỏ vào đây nha, bỏ cái máy vào đây là một cái. Bây giờ tới dây nè, anh bỏ vào đây luôn. Rồi cái đèn năng lượng mặt trời nè, bỏ đây luôn ha. Về thì kiểm tra cho đủ nha. Rồi cái cục sạc nè, vào đây luôn. Đây là cái bảng ATS này ha. Rồi đây là phiếu bảo hành trong này ha, với hướng dẫn sử dụng ha, anh bỏ trong này luôn. Đây là cái đèn tặng cho em nè, kèm theo 4 cục pin nè ha, anh bỏ trong này luôn nha. Rồi cái này là cái chu sạc USB sử dụng chỗ con điều khiển sạc đó, sạc điện thoại nè ha, anh bỏ vào đây luôn ha. Rồi thì của em là trọn bộ là như vậy đó, đủ hết đó, rồi anh đóng thùng lại nha. Rồi còn cái tấm pin thì anh bỏ bên kia, tấm pin thì ở bên đó đó, ở ngay chỗ đó, thì trong đó có hai cái bóng đèn 12V 5 tấc rồi ha. Anh cũng có kèm theo trong đó luôn hai cái jack DC, hai jack đực đó ha. Tấm pin thì em khỏi cần tháo ra đâu, tại vì tháo ra cũng lu bu đó ha, chỉ cần tháo cái thùng này ra kiểm tra đủ hàng thôi, mà nếu mà tin tưởng thì cũng khỏi cần kiểm nữa em ơi. Đây là anh show cho em coi đầy đủ như thế này ha, rồi em cứ nói người nhà nhận thôi, không có gì hết nha. Anh một hồi anh sẽ chèn lại rất là kỹ, không có bị va đập gì nhiều đâu ha. Rồi chào em.